Trên slide cô đang để đây. Cho hai điện tích điểm Q và 2Q đặt cách nhau một khoảng L. Q và 2Q tức là hai thằng này cùng tích điện dương đúng không? Đặt cách nhau một khoảng L bằng 10cm. Hỏi tại điểm nào trên đường thẳng nối hai điện tích ấy điện trường bị triệt tiêu? Điện trường bị triệt tiêu. Cả lớp suy nghĩ làm ví dụ này cho cô xem nào. Gây ra xung quanh một điện trường. Vậy thì tại điểm nào trên đường thẳng nối hai điện tích ấy điện trường bị triệt tiêu? Có nghĩa là vectơ cường độ điện trường, tổng vectơ cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra bằng không. Thế thì ở đây nói đến cường độ điện trường, tức là một đại lượng vectơ, là các em phải có hình vẽ nhé, để các em biểu diễn vectơ cường độ điện trường. Hỏi đến vectơ là phải có hình vẽ để chỉ ra được phương chiều của nó. Sau đó thì từ hình vẽ đó chúng ta mới tính độ lớn. Thì đấy là cách mà cô đã nói rất nhiều ở phần cơ trước cô dạy các em rồi. Như vậy đầu tiên các em phải có hình vẽ để biểu diễn vectơ cường độ điện trường. Ví dụ hình vẽ ở đây. Giả sử cô có điện, đây là điện tích dương Q và đây là điện tích dương 2Q. Giả sử tại một điểm nào đó N nằm ở đây, chúng ta chưa biết đúng không? Thì nó sẽ gây ra, ở đây sẽ chịu tác dụng của hai điện trường. Vector cường độ điện trường E1 do điện tích điểm dương Q1 gây ra thì có phương nằm trên đường thẳng nối điện tích đến điểm Z và chiều đi ra khỏi Q1. Và cô gọi là vector E1, và vector cường độ điện trường do dương 2Q gây ra tại điểm này là vector E2 cũng có chiều đi ra khỏi điện tích dương 2Q. Như vậy tại điểm nào đó, điểm M nào đó nằm bên trong hai khoảng nối hai điện tích này thì có hai vector E1 và E2 cùng phương ngược chiều với nhau rồi. Vậy thì điểm đó phải nằm bên trong khoảng hai điện tích này nhá. Do đó ở đây cô mới giả sử tại điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích đó. Tại điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích đó nhá. Nếu gọi xì là khoảng cách từ điện tích dương Q đến điểm M đó. Đúng không? Thì điện trường do hệ hai điện tích đại điểm đó gây ra bị triệt tiêu tại điểm M có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là vector E1 cộng vector E2 phải bằng 0. Đúng không? Hay là vector E1 bằng trừ vector E2? Hay là về độ lớn E1 bằng E2 về độ lớn? Vậy vector E1 bằng trừ vector E2 có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai vector đó cùng phương ngược chiều và bằng nhau về độ lớn. Hay là viết về độ lớn thì E1 bằng E2 về độ lớn. Không nói đến dấu chỉ nói đến hai vector ngược chiều thôi. Như vậy trong bài toán này là điểm M phải nằm trong khoảng nối hai điện tích thì mới thỏa mãn được là vector E1 ngược chiều với vector E2. Thì trên hình vẽ thể hiện rất rõ như vậy, đúng không? Thế thì bây giờ khoảng cách x gì đó bằng bao nhiêu thì chúng ta nói đến độ lớn. Vậy thì độ lớn E1 phải bằng E2. Thế thì E1 là điện trường do Q1 gây ra, còn E2 là điện trường do Q2 gây ra. Thì các em vận dụng, đây là hai điện tích điểm, thì các em vận dụng lý thuyết chúng ta vừa học xong. E1 sẽ có độ lớn bằng K Q1 trên epsilon R bình, hay là bằng Q trên 4P epsilon 0. Cái này là K mà, epsilon x bình, R đây là x gì. Còn Q2 lúc này bằng 2Q, đúng không? Trên 4P epsilon 0 epsilon. Khoảng cách ở đây là, nếu chúng ta gọi đây là L chữ x tất cả bình. Nó giải phương trình này, các em suy ra x bằng bao nhiêu? Bình phương các em nhá, chia cho R bình phương. Về độ lớn KQ trên epsilon R bình phương, đúng không? Từ đó suy ra x gì? Rất là dễ như vậy thôi, đúng không? Thế thì cô cũng không hiểu tại sao năm ngoái cô cũng dạy một lớp lớp D2000 năm ngoái à. Có hỏi thi, hỏi kiểm tra một bài này. Thì rất nhiều bạn chép của nhau là KQ trên epsilon x xì mũ 3. Thằng này là L chữ x tất cả mũ 3. Thì cô không hiểu là các cậu lấy mũ 3 ở đâu hay là chép ở đâu đấy người ta làm sai. KQ trên epsilon R bình cơ mà. Nhá. Thế thì cái giải phương trình này đây là R đây là x xì, vậy là x xì bình, thằng này là L trừ x xì tất cả bình, cái giải phương trình là x xì bằng bao nhiêu? Rất là rõ. Thế bây giờ nếu cô chỉ vẫn là bài như này, nếu giả sử kiểm tra học thi cô biến tướng đi một chút, cô hỏi thế này. Điện tích dương Q và âm 2Q chẳng hạn. Nếu cô hỏi đây là điện tích điểm dương Q và đây là điện tích điểm âm 2Q thì điểm M phải nằm ở đâu các em? Trên bài này của cô là dương Q và dương 2Q nhá. Còn nếu bây giờ cô đảo ra, cô giấu đi thằng dương Q và âm 2Q chẳng hạn. Thì lúc này điểm M phải nằm ở đâu các em? Phải nằm ngoài khoảng hai điện tích. Chứ không thể nằm trong được nữa đúng không? Phải nằm ngoài khoảng hai điện tích thì khi đó vector E1 mới cùng phương ngược chiều với vector E2.
Chứ còn nếu trong cái bài toán là Q và âm 2Q mà điểm M nằm trong thì lại sai rồi. Điểm M nằm trong thì hai vectơ E1 và E2 lúc này cùng chiều chứ không thể ngược chiều được. Nhá. Nên là khi các em đọc bài các em phải đọc thật kỹ, các em suy nghĩ thật kỹ. Chỉ cần đảo dấu đi thôi, hoặc là 2Q và âm Q thôi chẳng hạn là điểm M phải nằm ngoài khoảng rồi, chứ không còn nằm trong như cô đang giải thích ở ví dụ này đâu nhá. Thì đấy là ví dụ thứ nhất. Được chưa? Bây giờ cô sang ví dụ số 2 này. Rất là rõ nhé. Ví dụ số 2, em làm tiếp cho cô đi. Đọc kỹ đầu bài. Ra tại đây một vector E1 có chiều đi ra này. Q2 sẽ gây ra tại đây một vector E2 có chiều đi ra. Hai vector này có độ lớn bằng nhau. Và vector E tổng ở đây các em cộng theo quy tắc hình bình hành, các em sẽ ra được vector E tổng ở đây. Đúng chưa? Và trong trường hợp này vì E1 bằng E2 nên vector E tổng của các em sẽ có phương vuông góc và có chiều đi ra lên như hình vẽ. Như vậy các em đã chỉ ra được phương chiều của vector E rồi. Nhá, thì ở đây diễn giải bằng lời đây. Đúng không? Bây giờ mới tính đến độ lớn. Phải có hình vẽ này thì chúng ta mới tính được độ lớn của E bằng bao nhiêu. Thì để tính độ lớn của E tổng này thì các em phải tính cho cô độ lớn của E1 và độ lớn E2. Thế thì E1 và E2 lúc này có độ lớn bằng nhau vì Q1 bằng Q2 mà. Như vậy E1 bằng E2 bằng K trị số tuyệt đối của Q chia epsilon R bình. Trong đó R là khoảng cách từ Q đến M. Thì trên cái hình vẽ này R bình thì có phải bằng là X bình cộng với A bình không? Như vậy nó bằng K trị số tuyệt đối của Q trên epsilon X bình cộng A bình. Chính là bằng R bình. Thì là về độ lớn E1 và E2 nhé. Từ đây chúng ta suy ra E tổng độ lớn bằng bao nhiêu? Đây này, E tổng này có độ lớn bằng bao nhiêu? Đúng không? Thì nếu chúng ta gọi góc này là góc alpha thì góc này cũng là góc alpha, hai góc đối đỉnh. Đối đỉnh. Đúng không? Thì trong trường hợp này các em sẽ tính được E tổng bằng bao nhiêu? Thì có hai cách. Cách thứ nhất đơn giản là các em chú ý cho cô E1 bằng E2 thì tứ giác M1 E2 tứ giác này là hình thoi. Hình thoi thì đường chéo của hình thoi là vuông góc với nhau, hai đường chéo của nó vuông góc với nhau. Thế thì nếu biết góc alpha ở đây rồi, góc này là góc alpha đúng không? Thì E này lúc này sẽ bằng 2 lần E1 nhân với cos alpha. Em hạ vuông góc xuống đây này thì đây là tam giác vuông. Như vậy E lúc này sẽ bằng 2 lần E1 nhân với cos alpha. Đúng không nào? Cả lớp có tưởng tượng ra đây không? Đấy nhá. Em hạ vuông góc rồi hạ kéo hai đường chéo với nhau thì hai đường chéo này vuông góc với nhau mà. Hai đường chéo vuông góc với nhau thì tam giác này là tam giác vuông. Như vậy là E1 nhân với cos alpha là bằng một nửa của cái đường của cái thằng E này. Đúng không? Là bằng cái cạnh này. Như vậy cả cái cạnh E này sẽ bằng 2 lần E1 nhân với cos alpha. Thế mà E1 tính ở trên rồi thì còn cos alpha ở đây bằng bao nhiêu thì góc này là góc alpha này, góc dưới này là góc alpha. Vậy cos alpha nó này bằng kề trên huyền tức là bằng xì trên r. Xì trên r. Mà r lúc này thì bằng căn bậc 2 của x bình cộng với a bình. Như vậy bằng 2 lần k trị số tuyệt đối của q trên epsilon x bình cộng a bình nhân với cos alpha là kề trên huyền tức là xì trên r. Xong chưa? Tìm được E. Đấy, một bài cũng rất hay, phổ thông thôi, tìm cường độ điện trường tại điểm đó nhé. Câu tiếp theo này, tìm xì để cường độ điện trường tại đó đạt giá trị lớn nhất. Vậy thì xì bằng bao nhiêu để cường độ điện trường tại điểm M này lớn nhất? Thì chúng ta làm thế nào? Thì cách đơn giản nhất là các em lấy đạo hàm của E theo xì. Đây là E nhé, đang theo biểu thức của E theo X nhé. Các em lấy đạo hàm của E theo xì, sau đó các em cho bằng 0, thì tại vị trí bằng 0 đó, E sẽ đạt giá trị cực đại, từ đó suy ra xì ngay. Em nhớ chưa? Như vậy là để tìm xì tại đó bằng bao nhiêu để cường độ điện trường đạt giá trị lớn nhất. Cô nhắc lại này là lấy đạo hàm của E theo xì sau đó cho bằng 0. Thì tại vị trí đó E sẽ đạt giá trị cực đại. Theo cái khảo sát hàm số của toán học thôi mà. Và giải phương trình từ đó suy ra được xì bằng bao nhiêu. Được chưa? Một ví dụ rất hay nữa nhé. Ví dụ số 2. Tiếp tục em sang ví dụ số 3 cho cô. Cô xét vài ví dụ để các em nắm thật vững cái khái niệm của cường độ điện trường đi đã. Em đọc kỹ bài này. Tại ba đỉnh ABC của hình chữ nhật ABCD đặt trong không khí, người ta đặt ba điện tích điểm Q1, Q2, Q3. Vậy lại là vẫn là bài toán điện tích điểm nhé. Cô đang làm cho rõ điện tích điểm đã, sau đó cô sẽ hướng dẫn các em sang đến tập tích điện.
3 điểm ABC của hình chữ nhật ABCD nhá. Như vậy tại A đặt Q1, tại B đặt Q2 và tại C đặt Q3. Được chưa? Cho AB bằng 3 cm và BC bằng 4 cm, em phải vẽ cho cô chính xác. AB là chiều rộng và BC là chiều dài. Q2 bằng trừ 2,5 nhân 10 trừ 6 coulomb, như vậy Q2 tích điện âm. Đúng không? Xác định điện tích điểm Q1 và Q3 để điện trường tại D bằng 0. Vậy thì xác định điện tích Q1 và Q3 giấu vào độ lớn để điện trường tại điểm D bằng 0. Em suy nghĩ cho cô đi. Thế thì bài này lại làm thế nào các em? À, các em chú ý cho cô nhá, vẫn là điện tích điểm này, rất rõ này. Đầu tiên phải nhìn xem nó là cái gì đã, đúng không? Điện tích điểm này đặt tại ba đỉnh ABC của hình chữ nhật ABCD này, em phải có hình vẽ, đúng không? Như vậy hình vẽ đây, hình vẽ đây, ABCD, AB là cạnh đều chiều là bằng 3 cm, B rất rõ nhá. Tại điểm D, tại điểm B đặt điện tích điểm Q2 có giá trị âm, như vậy là tại D này có vector cường độ điện trường do Q2 gây ra, cô gọi là vector EB đi, đặt tại điểm B mà. Thì Q2 có đi là điện tích âm, như vậy điện trường do Q2 gây ra tại điểm D là vector EB có chiều đi vào điện tích âm. Đúng không? Như vậy là để cường độ điện trường tại điểm D bằng 0 thì chúng ta phải có vector EA cộng vector EB cộng vector EC bằng 0. Trong đó EA, EB, EC là do điện tích Q1, Q2, Q3 gây ra. Như vậy vector EB biết rồi, do đó để cho tổng ba thằng này bằng 0 thì vector EA cộng vector EC phải bằng phương ngược chiều với cùng phương ngược chiều với vector EB. Do đó EA phải đi ra, EC phải đi ra và cộng lại là vector EAC. EAC này phải ngược chiều với EB. Đúng không? Dẫn đến là EA đi ra nghĩa là điện tích Q1 phải có giá trị dương và EC đi ra như thế này có nghĩa là điện tích Q3 phải có giá trị dương tiếp. Như vậy từ đây chúng ta suy ra là do Q2 tích điện âm nên EB hướng vào trong, do đó EA và EC phải có chiều như hình vẽ đi ra, dẫn đến Q1 và Q3 phải tích điện dương. Hình vẽ có vẽ rất rõ đúng không? Như vậy là Q1, Q3 tích điện dương. Nhá, thế thôi. Thế thì từ hình vẽ như thế này thì bây giờ tính đến độ lớn. Nếu chúng ta gọi góc này là góc alpha, góc alpha. Có alpha đây, thì hai thằng này là đối đỉnh alpha đúng không? Thì các em có cái gì? Em sẽ có ngay là EAC lúc này có độ lớn chính bằng EB chứ gì? Em sẽ có sin alpha thì bằng đối trên huyền. Sin alpha lúc này bằng EC trên EB. Còn cos alpha thì bằng EA trên EB. Đúng không? Như vậy hoàn toàn chúng ta tính được ngay nhá. Về độ lớn thì chúng ta sẽ tính cho cô giả sử EA thì bằng EB nhân với cos alpha. Đúng không? Vì EB bằng EAC mà. Vậy thì EA có độ lớn bằng EB nhân với cos alpha. EA thì bằng bao nhiêu? EA là điện trường do điện tích Q1 gây ra, còn EB là điện trường do điện tích Q2 gây ra. Thì em thay số vào cho cô thôi. Điện trường do Q1 gây ra là KQ1 trên hay là Q1 trên 4pi epsilon 0 đặt trong không khí, tức là epsilon bằng 1, cô không biết vào đây nữa. Đầu bài cho đặt trong không khí. Thì bình thường có biết là KQ trên epsilon R bình đúng không? Thì epsilon đấy bằng 1 rồi. Hay là 1 trên 4pi epsilon 0 là K. Như vậy nó bằng trị số tuyệt đối Q1 trên 4pi epsilon 0 nhân với R bình ở đây là cạnh này là B bình. Thế còn E2 lúc này là bằng KQ2, Q2 trên R bình. R bình ở đây là đoạn này chính là bằng A bình cộng với B bình. Nhân với cos alpha trong tam giác vuông to này bằng kề trên huyền. Như vậy là bằng B trên huyền ở đây là căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Yeah. Cos alpha bằng kề trên huyền mà. B trên căn bằng 2 của R bình cộng B bình. Từ đó các em suy ra được Q1 bằng bao nhiêu? Đúng không? Tương tự như vậy các em tính sin alpha cho cô thì các em sẽ có ngay là sin alpha lúc này bằng đối trên huyền, tức là bằng EC trên E trên EB. Như vậy EC bằng EB nhân với sin alpha, và sin alpha trong trường hợp này bằng A trên trên căn bằng 2 của A bình cộng B bình. Thì hoàn toàn tương tự như trên, các em sẽ tính được Q3 bằng bao nhiêu? Trong đó EC bằng Q3 trên 4pi epsilon 0 A bình. Thế còn EB thì vẫn bằng từng này, và sin alpha thì bằng A trên căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Em thay số vào cho cô là xong, cô không tính nữa nhé. Ở đây hoàn toàn là mang tính chất cô hướng dẫn và gợi ý thôi. Em phải tự làm lại nữa thì em mới nhớ được. Chứ còn cô sẽ không làm hết cho các em đâu, kể cả đến giờ bài tập cô cũng làm ra công thức như này thôi, còn tự em phải thay số để em tự làm tiếp thì em mới nhớ được nhé. Còn nếu mà không tự làm lại, về không học lại, không tự làm lại thì quên ngay. Thì đấy là ví dụ thứ ba cũng rất hay về điện tích điểm nhé.
Như vậy khi gặp bài toán về diện tích điểm thì các em áp dụng công thức vector E mà cô vừa mới dạy các em ở phần 2 nhỏ là các em ra được ngay, đúng không? Bây giờ cô sẽ cho một ví dụ khó hơn, đó là về một vật tích điện. Một vật tích điện thì lý thuyết của vừa rồi cô cũng hướng dẫn chúng ta làm rồi. Còn bây giờ cô cho ví dụ nhé, về một vật tích điện. Đó là ví dụ tiếp theo, ví dụ số 4. Một vòng tròn làm bằng dây dẫn mảnh bán kính R mang điện tích dương Q phân bố đều trên dây dẫn. Ví dụ trên hình vẽ cô đang để đây, một dây dẫn tích điện. Đúng không? Như vậy lúc này dây dẫn tích điện không còn là điện tích điểm nữa. Nếu là điện tích điểm thì các em chỉ cần vẽ nó là một điểm thế này, xong là điện tích dương hoặc điện tích âm các em ký hiệu thế này. Ký hiệu như hình vẽ của cô đây là điện tích điểm, đúng không? Còn bài này không phải là điện tích điểm nữa, là một vòng dây tích điện thì các em phải vẽ cả vòng dây này tích điện cho cô, tích điện Q. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trục của vòng dây. Cách tâm vòng dây một khoảng là H, vòng dây này có bán kính R. Vậy thì tại điểm M này vector cường độ điện trường do cả vòng dây này gây ra có độ lớn phương chiều xác định như thế nào? Ví dụ tiếp theo, em suy nghĩ một chút cho cô xem nào. Thế thì bài này các em phải không thể dùng công thức E bằng KQ trên epsilon R bình được nhé. Vì công thức đó là đúng với điện tích điểm. Còn đây là một vật tích điện thì các em phải làm thế nào? Thì các em phải tuân theo các bước cô dạy các em đây này. Cô ôn lại lý thuyết để các em thấy nhé. À, khi làm bài tập các em phải chú ý cho cô. Đây, cô dạy rất rõ nhé. Nếu là một điện tích điểm, thì chúng ta vừa dùng điện tích điểm đây, thì vector E có chiều hướng ra như này, vào này. Và nếu hệ điện tích điểm thì chúng ta dùng quy tắc cộng vector, đó là các ví dụ từ ví dụ 1 đến ví dụ 3 vừa rồi chúng ta làm, đúng không? Còn với một vật tích điện chúng ta làm thế nào? Em phải chia vật thành các phần mang điện rất nhỏ DQ, mỗi phần đó có một xem như một điện tích điểm. Và điện trường do điện tích điểm DQ gây ra tại một điểm lúc này tuân theo định luật Coulomb như một điện tích điểm mà chúng ta học ở đây, đúng không? Sau đó điện trường do cả vật tích điện đó gây ra là vector E bằng tích phân của các vector DE lấy theo toàn vật. Nhá, em phải tuân theo đúng các bước này cô dạy các em. Đây là một vật tích điện, đúng không? Bây giờ chúng ta mới vận dụng vào cái bài này, vào ví dụ này. Vật tích điện thì chúng ta làm thế nào? Các em nhìn cho cô này. Một vòng dây tích điện, đây là vật tích điện đúng không? Như vậy thì bước đầu tiên các em phải làm sao? Các em chia vòng dây này thành các phần rất nhỏ mang điện đây này. Thằng này này, cái thằng nhỏ xíu cô đang vẽ đây này. Coi thằng này là điện tích điểm DQ. Thì DQ này sẽ gây ra tại điểm M này một vector điện trường DE tuân theo điện tích điểm, tức là nằm trên đường thẳng nối điện tích đến điểm xét này. Và lúc này thằng này điện tích dương, do đó vector DE phải đi ra khỏi điện tích dương do thằng DQ này gây ra nhá. Như vậy bước đầu tiên các em phải có hình vẽ như thế. Chia vòng dây thành các phần tử mang điện rất nhỏ DQ và tại điểm M cường độ điện trường do phần tử đó gây ra là DE có chiều nhìn vẽ thế kia. Và nếu viết vector thì vector DE bằng K DQ trên epsilon R bình vector R trên R. Còn nếu em nào không viết vector các em viết độ lớn DE bằng K DQ trên epsilon R bình cũng được, không cần vector nhá. Vì phương chiều của vector chúng ta chỉ trên hình vẽ rồi, em viết độ lớn DE luôn cũng được. Thì đây là bước thứ nhất nhé. Và trên hình vẽ cô đang chỉ vector DE do thằng DQ này của chúng ta gây ra nhé. Đây là DQ điện tích điểm này. Các lớp nắm được chưa? Ý thứ hai là vector cường độ điện trường do cả vật tích điện gây ra tại điểm M. Đó là theo nguyên lý chồng chất điện trường mà chúng ta vừa học đấy. Cường độ điện trường tại điểm M. Thì làm sao? Thì vector DE bằng tích phân của tất cả các vector DE lấy theo toàn bộ vòng dây. Đúng không? Cái đó cũng vẫn chính là nguyên lý chồng chất điện trường thôi mà. Nhá. Rất là rõ, đấy là bước thứ hai. Vừa rồi lý thuyết cô dạy đến đây. Và cô có nói là tùy vào từng vật có hình dạng kích thước khác nhau, chúng ta sẽ lấy cái tích phân này ra kết quả khác nhau, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy tích phân này vào bài toán cụ thể này của chúng ta, xem là tích phân này bằng bao nhiêu nhá. Thế thì để lấy được cái tích phân này thì đây là biểu thức vector. Các em phải chiếu biểu thức vector này lên trục tọa độ thì các em mới ra được độ lớn của E và mới lấy được tích phân theo biểu thức độ lớn. Thế thì chiếu lên trục tọa độ, trong trường hợp này trục tọa độ chúng ta chọn như thế nào? Thì ở phần cơ học hôm qua hôm kia cô dạy các em ấy, thì trục tọa độ cô luôn 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 nói là trục tọa độ sẽ cùng chiều với chiều của vector vận tốc. Đó là trong trường hợp cơ học nhé. Còn trong trường hợp điện từ này của chúng ta này, điện này thì
trục Ox, trục tọa độ sẽ chọn như thế nào. Thì trục tọa độ ở đây sẽ chọn sao cho cùng chiều với chiều của vector E tổng này này các em này. Để khi kem chiếu vector E tổng này này lên cái trục cùng chiều với nó thì bên trái này của kem ra độ lớn của E luôn, và vế phải này kem cũng chiếu lên phương đó nhá. Thế thì trong bài toán này kem thấy là chiều của vector E tổng tại điểm M do cả vòng dây này gây ra có chiều như thế nào? Thì bài toán ở đây rất là đối xứng. Kem tưởng tượng cho cô nếu bên này kem có một thằng DQ gây ra một DE theo chiều thế này, thì đối xứng bên này kem cũng có một thằng DQ gây ra một DE có chiều đối xứng hai bên, đúng không? Và luôn luôn có hai cặp đối xứng với nhau hai bên. Như vậy tổng của các vector DE đối xứng với nhau hai bên như thế này thì vector E tổng sẽ phải có phương nằm ở đâu ở kem? Phương nằm trên trục của vòng dây, giống hoàn toàn ví dụ số 2 vừa rồi chúng ta làm đấy. Hai thằng đối xứng với nhau hai bên thì vector E tổng sẽ nằm trên trục của vòng dây này. Do đó trong trường hợp này trục Ox chúng ta phải chọn là cùng chiều trùng với chiều trục của vòng dây và cùng hướng từ dưới lên trên để cùng chiều với chiều của E tổng. Được không? Do đó bước thứ ba, đấy bao giờ kem cũng phải xác định cho cô xem là E tổng có phương chiều thế nào để kem chiếu lên chiều đó nhá. Do đó bước thứ ba là kem phải chiếu biểu thức vector, chiếu cái biểu thức vector DE đấy lên trục Ox thì hướng như thế này để ra được chiều của E tổng, đúng không? Thì vế trái của kem đây. Vế trái của kem lúc này là vector E mà chiếu lên chiều của nó thì chính bằng E. Còn vế phải để của kem vector DE chiếu lên trục Ox thì chính là cô đã chiếu đây. Vector DE chiếu lên trục Ox thì ở đây cô gọi là DEN đây. Nhá. Như vậy bài đoạn cách tiếp theo là gì? Là vì các điện tích DQ phân bố đối xứng quanh điểm O. DQ này là các cái điện tích điểm mà cô vừa mới nói đấy. Nên cường độ điện trường tổng hợp có phương nằm trên trục của vòng dây và hướng ra xa vòng dây trong bài này như hình vẽ. Do đó cường độ điện trường tổng hợp tại M có độ lớn bằng bao nhiêu? Tức là chúng ta chiếu lên trục Ox thì chúng ta ra được độ lớn đấy. Đấy, cô nói từng câu từng từ rất là rõ nhé. Thì độ lớn ở đây sẽ là bên vế trái của các em sẽ là độ lớn của E chiếu lên trục của nó bằng nó luôn. Bên phải sẽ là DE nhân với cos alpha, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là bên trái là E và bên phải sẽ là DE nhân với cos alpha lấy theo toàn bộ vòng dây. Độ lớn của DE bằng bao nhiêu? Độ lớn của DE bằng K DQ trên epsilon R bình nhân với cos alpha. Thì đấy là bước tiếp theo là chiếu lên trục Ox. Rất là rõ các em nhé. Thì đấy là bước tiếp theo. Phải chiếu biểu thức vector lên trục tọa độ để ra được vô hướng. Hôm qua cô nói rất kỹ về cái bài này rồi, đúng không? Cứ biểu thức vector, ví dụ hôm qua chúng ta học cơ đó là vector lực, thì các em thấy là cô đều phải chiếu lên trục tọa độ, đúng không? Vector moment lực. Thì hôm nay sang đến vector cường độ điện trường, chúng ta cũng phải chiếu lên trục Ox, chúng ta mới ra được vô hướng, độ lớn. Như vậy tại đó độ lớn của E là, còn ở trên bên kia cô gọi là vector cường độ điện trường, còn đây là độ lớn của cường độ điện trường, đúng không? Bây giờ các em thay số, các em lấy tích phân này, đến đây là vô hướng rồi, các em lấy tích phân cho cô là xong. Thì tích phân này rất là dễ nhá, K là hằng số nhá, epsilon là hằng số nhá, R bình lúc này bằng H bình cộng với R lớn bình cũng là hằng số luôn. Cos alpha, góc này là góc alpha, để góc dưới này cũng là góc alpha. Cos alpha lúc này bằng kề trên huyền, kề lúc này là H trên R cũng là hằng số luôn. Như vậy tích phân này của các em có mỗi thằng DQ chạy thôi, còn tất cả là hằng số hết. DQ chạy lấy theo toàn bộ vòng dây thì chính bằng điện tích Q của nó, đúng không? Do đó cuối cùng thay số là R lúc này bằng căn bậc 2 của R bình cộng H bình. Cos alpha bằng H trên R, thay hết vào thì các em sẽ ra được ngay là đấy, cos alpha bằng H trên R. R bình thì bằng R lớn bình cộng với H bình. Các em thấy vào đây thì cuối cùng các em lấy tích phân theo mỗi thằng DQ, mà DQ lấy theo tích phân đó thì chính bằng Q, dẫn đến độ lớn của E lúc này bằng KHQ trên epsilon R bình cộng H bình 3/2. Đấy, được chưa? Như vậy là đến đây các em mới kết thúc bài toán E bằng từng này. Cô chứng minh rất rõ nhé. Thì đấy là bài toán khó nhất của các em trong cái chương trình của chúng ta, đó là bài toán phải lấy tích phân. Thế còn bài toán mà điện tích điểm thì dễ quá rồi. Điện tích điểm là ba ví dụ đầu tiên cô dạy các em đấy, đúng không? Thì chúng ta chỉ vận dụng công thức điện tích điểm vào là xong. Còn với bài toán tích phân này thì mỗi một vật có hình dạng kích thước khác nhau thì các em phải lấy tích phân của nó theo từng vật đấy, do đó nó sẽ ra kết quả E khác nhau nhé. Ví dụ đây là một dạng bài. Được chưa? Rồi chúng ta nghỉ ra một chút đã các em nhé. Tích phân nữa để các em thấy rõ hơn về phần này. Ví dụ tiếp theo. Tìm cường độ điện trường tại tâm ô của một nửa vòng dây tròn. Một nửa vòng dây, các em nhìn thấy chưa? Bán kính R bằng 3 cm.
Tích điện với điện tích quy bằng từng này. Tính cường độ điện trường tại tâm ô do một nửa vòng dây gây ra. À, cô đang để hình vẽ trên bảng để cô gợi ý đây. Vậy cô đang vẽ một nửa vòng dây tích điện dương quy đây đúng không? Hãy tính cường độ điện trường do nó gây ra tại tâm ô đây. Đấy, em suy nghĩ xem bài này. Như vậy bài này chúng ta cũng là một vật tích điện. Vật tích điện lúc này là một nửa vòng dây chứ không phải là cả vòng dây như vừa rồi nữa. Và điện trường do nó gây ra người ta hỏi là tại tâm ô chứ không phải là tại điểm nằm trên trục vòng dây giống bài vừa rồi nữa. Vậy ở trong bài này chúng ta tính xem cường độ điện trường bằng bao nhiêu. Thử suy nghĩ và lấy tích phân cho cô giống các bước làm của ví dụ trên xem nào. Xem các cậu có làm được không nào. Thế thì các em thấy là để làm bài này thì cũng tuân theo các bước giống một vật tích điện đúng không? Bước đầu tiên chúng ta phải chia nửa vòng dây đó thành các phần mang điện rất nhỏ. Mỗi phần mang điện là DQ như trên hình vẽ cô đang vẽ đây. Thằng này là DQ đây, đúng không? DQ này sẽ gây ra tại điểm O một điện trường vector DE trong trường hợp này là hướng ra. Vì lúc này DQ là điện tích điểm, nó tích điện dương do đó gây ra một điện trường DE hướng ra như thế này. Đúng chưa? Như vậy bước đầu tiên các em vẫn phải tính như thế cho cô. Cứ tuân theo đúng các bước mà làm nhé. Chia nửa vòng dây thành những phần mang điện rất nhỏ DQ và nó gây ra tại O một điện trường DE có chiều như hình vẽ. À, các em viết là vector cũng được, ở đây các em viết độ lớn cũng được. Nếu cô viết độ lớn DE chẳng hạn thì DE lúc này bằng độ lớn KDQ trên R bình. Không nói gì đây, ở đây là người ta cho epsilon bằng 1 rồi nên chúng ta không cần ghi epsilon nhé, cho epsilon bằng 1 rồi. Như vậy nếu cô viết độ lớn thì độ lớn DE bằng KDQ trên epsilon R bình. Epsilon bằng 1 cô không biết nữa, khoảng cách R ở đây là chính là bằng bán kính của nó luôn, đúng không? Còn nếu viết vector DE thì phải bằng vector R trên R. Còn ở đây cô không viết vector, cô viết độ lớn luôn nhá. Em viết thế nào cũng được. Độ lớn thì không cần vector. À, sau đó bước thứ hai là các em phải chiếu các vector cường độ điện trường do nửa vòng dây gây ra tại O sẽ phải bằng tích phân của tất cả các vector DE lấy theo nửa vòng dây, đúng không? Sau đó bước thứ hai, cứ làm theo đúng các bước thế. Là vector E bằng tích phân của vector DE lấy theo toàn vật. Toàn vật ở đây là nửa vòng dây. Được chưa? À, đến đây thì tùy vào từng bài mà chúng ta sẽ phải tính tích phân như thế nào. Còn đâu bước 1 và bước 2 là chung rồi, đúng không? Bước tiếp theo là chúng ta phải chiếu biểu thức vector này lên phương của E tổng. Phương của E tổng trong bài này là phương nào thì như hoàn toàn giống bài vòng một vòng dây kia. Nếu bên này có DQ thì đối xứng bên này chúng ta cũng có DQ và luôn luôn có hai thằng DQ đối xứng nhau hai bên. Như vậy trong trường hợp này E tổng sẽ nằm trên trục OX hướng ra xa vòng dây như thế này. Do đó nếu chúng ta gọi trục này là trục OX, đúng không? Thì chúng ta sẽ chiếu biểu thức này lên trục OX. Thì vế trái vector E chiếu lên chiều của nó thì chính bằng độ lớn của E. Vế phải vector DE chiếu lên trục OX thì sẽ bằng độ lớn DE nhân với cos alpha, nếu chúng ta gọi góc này là cos alpha, góc alpha, đúng không? Như vậy bước thứ ba, do đối xứng nên cường độ điện trường theo sẽ có phương theo trục OX. Do đó chiếu xuống trục OX chúng ta sẽ có độ lớn của E, đúng không? Thì độ lớn của E lúc này bằng là tích phân của DE nhân với cos alpha nhá. Thì DE bằng bao nhiêu? DE bằng KDQ cos alpha trên R bình. À, tích phân này khó hơn. Được chưa? Thì nhìn vào tích phân này chúng ta thấy này, DQ chạy này và khi alpha chạy, DQ chạy thì alpha cũng chạy theo. Như vậy tích phân này có hai biến chạy là DQ và alpha. Hai biến chạy. Do đó để lấy tích phân đưa hai biến chạy để thì các em phải đưa về một biến. Giống hôm qua vật lý phần cơ học cô đã nói, đưa về một biến thì trong bài này đưa bằng cách nào nhá? Đưa vào cách nào? Vì DQ chạy thì alpha chạy theo, thì ở đây chúng ta đưa như sau. Nếu đây là alpha chắn cái cung này thì đây sẽ là D alpha chắn cái cung này, biến thiên một lượng D alpha, đúng không? Như vậy nhìn vào công thức này chúng ta sẽ thấy như sau. Nếu như cái góc alpha này là pi, nếu góc alpha này là pi thì tương ứng với nửa vòng dây này tích điện là Q, đúng không? Nếu góc alpha chạy đến pi thì tương ứng với điện tích của nó là Q. Còn nếu alpha ở đây chỉ là D alpha thôi thì tương ứng với điện tích ở đây là DQ. Thì rõ chưa? Nếu góc alpha là pi thì tương ứng với điện tích ở đây là Q, nửa vòng dây. Còn nếu góc alpha là D alpha thì tương ứng với điện tích DQ. Như vậy chúng ta sẽ có DQ lúc là bằng Q nhân D alpha trên pi. Lập tỷ số thôi, góc alpha là pi thì điện tích là Q. Với góc alpha là D alpha thì điện tích là DQ. Như vậy DQ bằng Q D alpha trên pi. Sau đó kem thay DQ
bằng quy d alpha trên pi, và đây thì các em sẽ ra được tích phân của nó sẽ bằng k quy trên f trên pi r bình cos alpha d alpha, lúc này thế cận theo alpha. Thế thì alpha chạy từ đâu? Alpha là góc này. Alpha sẽ chạy từ 0 cho đến pi trên 2 nếu như 1/4 vòng dây trên này. Sau đó lại nó lại chạy từ 1/4 vòng dây bên này xuống nữa, nó lại là alpha như này nữa. Như vậy 1/4 vòng dây dưới này nó sẽ chạy từ 0 cho đến trừ pi trên 2 nếu thằng này là 0 đến pi trên 2. Và cộng 2 tích phân lại thì nó sẽ ra là chạy từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2. Và các em lấy tích phân này, cos alpha, tích phân của cos alpha thì sẽ bằng sin alpha. Thế cận vào và các em thay số vào, các em sẽ ra được E tại đây bằng bao nhiêu. Nhá. Đấy, thì bài tích phân tiếp theo khó hơn, đúng không? Thì đây cô lấy hai ví dụ điển hình của bài toán lấy tích phân theo để tính cường độ điện trường do một vật tích điện gây ra nhé. Thì đây là bài toán khó nhất trong bài tính cường độ điện trường. Còn bài toán dễ hơn đó là tính cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra, đó là ba ví dụ đầu tiên, đúng không? Hai ví dụ sau đó là bài toán về tích phân, phải lấy tích phân điện trường do một vật tích điện gây ra nhá. Rất là rõ. Như vậy là chúng ta đã tính được cường độ điện trường là một đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực. Đại lượng đầu tiên nhé. Thế thì sau khi mà nghiên cứu đến đây rồi thì chúng ta có thể có một cách tính khác nữa của cường độ điện trường dựa vào định lý, một cái định lý đó là định lý Ostrogradsky-Rao. Sau đó chúng ta sang bài tiếp theo trong chương này. Được chưa? Như vậy là từ đầu chương đến lúc này cô dạy các em, tức là từ đầu buổi chiều hôm nay cô dạy các em là các em phải nắm cho cô được cái gì? Nắm cho cô được cách tính vector cường độ điện trường do một vật tích điện gây ra này, một điện tích điểm, một hệ điện tích điểm và một vật tích điện gây ra. Bằng 5 cái ví dụ cô cho các em rất là rõ nhá. Bây giờ chúng ta còn có thể một áp dụng theo một cách khác nữa, đó là định lý OG đối với điện trường. Do đó chúng ta sang bài tiếp theo của chương này, đó là bài số 3.